Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn một số dòng điện thoại giá rẻ bên em nha. Samsung, Vivo, Apple, Redmi ha, iPhone nha. Bên em iPhone chính hãng không nha cô chú anh chị. Không có iPhone Trung Quốc ha. Và iPad mini, iPad Air, iPad 4. Rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị nha. Samsung A51 ha. Con này thì RAM 6 bộ nhớ 128 ha, con này pin thì 4.500 nha. Máy rất là đẹp ha. Máy đẹp keng luôn. Màn hình sống động long lanh luôn nha. Em rê cảm ứng này ha. Máy bên em là chụp cam trước cam sau rất là ok ha. Cam sau nè, cam trước rồi để em bật cam trước nha. Cô chú anh chị nào mình mua thì kết bạn Zalo với em ha. Và hình thức xếp hàng bên em á thì cô chú anh chị nào mình mua thì cọc cho em 100k vào tài khoản, nếu không có tài khoản thì cọc cạc điện thoại. Thì cọc xong cho em tên địa chỉ số điện thoại em ship ha. Bên em thì máy tình trạng có sao em báo vậy nha. Rồi con này là máy nghiêm chỉnh nè. Samsung A51, RAM 6 vô nhớ 128 ha. Con này em bán cho cô chú anh chị giá 2.700.000 nha. Bên em bán máy còn vân tay nha. Còn vân tay trên màn hình luôn nha cô chú anh chị. Rồi Samsung A31, cũng RAM 6 vô nhớ 128 luôn. Con này pin là 5.000 ha. Bên em cô chú anh chị mình mua hàng được quyền kiểm tra hàng trước lúc nhận hàng ha. Còn tiền cọc cô chú anh chị cọc cho em thì cái tiền nó trừ trực tiếp vào tiền cái đơn hàng luôn, không có mất đồng nào hết. Đây màn hình của nó này nha, màn hình trong vắt luôn ha, không có đốm, không có ám ố gì hết nha. Bên em thì máy sao em báo vậy nè. Con này đẹp 99%, RAM 6 bộ nhớ 128, pin 5.000, giá 2.400.000. Hàng này là lúc nào em cũng có ha, A31, A51 lúc nào em cũng có hết. Chiều 4:30 em bán ngoài sân vận động Tân An nha. Cô chú anh chị nào ở gần khu vực thành phố Tân An á, mua nhà xem máy trực tiếp tại nhà 42 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Tân An, Long An ha. Con này A20S nè, con này RAM 4 bộ nhớ 64 nha, màn hình 6.5, pin 4.000. Đây cam sao nè ha. Con này thì có RAM 4 bộ nhớ 64, pin 4.000 thôi nha. Cam trước cam sau ok. Con này thì em bán cho cô chú anh chị giá 1.600.000 ha. A20S. Máy đẹp nha, máy đẹp 98%. A50S luôn. Đây em chụp hình nè. A50S này RAM 4 và nhớ 64. Màn hình 6.4, pin 4.000. Con này em bán giá 1.900.000 ha. Rồi Samsung A11 luôn, màu đen. Con này RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 6.4. Cam nè, cam trước nè ha. Ủa cam. Đúng rồi, cam trước nè. Cầm sau giờ cầm trước nè. Con này thì con A11 này thì em bán cho cô chú anh chị giá 1.700.000.
A50S luôn. A50S RAM 4, bộ nhớ 64, màn hình 6.4, pin 4000. Máy nghiêm chỉnh. Con này em bán cho chú anh chị giá 1.900.000 nha. Khi em mua hàng thì em cũng đã test ok hết rồi, nhưng mà cô chú anh chị mua em test lại một lần nữa thì cho nên đó, cô chú anh chị mình mua hàng bên em thì cứ an tâm ha, test nhiều khi em bán máy em cho xem máy rồi cô chú anh chị mình máy có bị lỗi gì gửi tới gửi lui mất công phiền, cho nên em test rất là kỹ, cô chú anh chị an tâm. Con này giá 1.900.000 luôn. Rồi A03 RAM 4, bộ nhớ 64, màn hình 6.5, pin 5000 nha cô chú anh chị. Con này pin 5000 ha, máy đẹp nha. Ở sau là đen xanh nhám nha, nó hơi nhám nhám nè. Sọc sọc nhám nhám. Máy rất là đẹp nha, máy đẹp 98-99% ha. Con A03 này thì em bán cho cô chú anh chị giá 1.800.000 ha. Cam trước cam sau ok, nghe gọi các chức năng được ok hết ha. Rồi con này có wifi nè, để em test lo cho cô chú anh chị nghe nha. Em bán máy cho thêm máy trực tiếp cho nên em test máy kỹ lắm, cô chú anh chị mình an tâm. Đây cái lo con nói đi ha. Rồi giá 1.800.000. A21S luôn, RAM 6, bộ nhớ 64, màn hình 6.5, pin 5000 ha. Con này máy màu xanh nè, máy đẹp ken 99% luôn. Cô chú anh chị nào mình mua thì kết bạn Zalo với em nha, số điện thoại bên trên nha, 0939301439 ha. Còn mua máy xem máy trực tiếp á, thì số nhà 42 Phạm Hùng, phường 2, thành phố Tân An, Long An. Đây cầm trước cầm sau gì ok hết nha. Con này thì em bán cho cô chú anh chị giá 2.300.000 ha. A21S. Rồi tiếp theo A12 bữa em có ăn cặp nha, nay mới bán cây màu đen rồi giờ còn cây màu trắng ha. Con này thì RAM 4, bộ nhớ 128. Con này pin 5000 luôn nha. Con này màn hình 6.5 nè, em bán cho cô chú anh chị giá 2.100.000 nha. Máy màu trắng đẹp 99%, không đầy rất nhiều, màn hình không ám ố luôn ha. Máy nào có lỗi gì thì em báo ha, còn máy nào không có lỗi thì em không báo nha. Rồi cây này giá 2.100.000. Rồi con này A20 luôn, RAM 3, 32, màn hình 6.4, pin 4000. Con này thì em bán vô chú anh chị giá 1.300.000 nha. Máy đẹp nè. Cầm trước cầm sau ok. 1.300.000 A20. Rồi A20 em có 1 cặp ha, cây màu đen và cây màu xanh.
A50 màu trắng nha, màu trắng máy đẹp keng luôn. RAM 464 viền 4000, màn hình 6.4, giá 1.8 triệu. A50 A50 thì giá 1.8 triệu nha cô chú anh chị. Rồi Oppo A15s luôn. RAM 464, màn hình 6.5, pin 4230. Con này em bán cho chú anh chị giá 1.8 triệu. Cam trước thì cam sau ok hết nha. Rồi A15s giá 1.8 triệu nha. Redmi gì đây, để vô em coi cái nha. Này Redmi 5 Pro nha cô chú anh chị. Con này RAM 8 còn nhớ 128 nè. Redmi 5 Pro RAM 8 còn nhớ 128, con này em bán giá 2.4 triệu ha. 400 dọc luôn nha. Máy còn đẹp keng ha. 98%. Cô chú anh chị mua hàng bên em được tặng cáp sạc nha. Vì dòng Android ha, còn cây nào có ốp lưng và cường lực thì em tặng cho cô chú anh chị luôn. Còn riêng về iPhone với iPad là iPad thì em cũng tặng cáp sạc. Còn cô chú anh chị nào mình mua ốp lưng thì em có mua giùm luôn. Mua giùm là em không tính tiền lời nha. Còn iPhone thì em có tặng ốp lưng cáp sạc. Ốp lưng trong ha. Rồi cây này Redmi 5 Pro thì em bán cho cô chú anh chị giá 2.4 triệu. Máy còn đẹp keng. Bao game ha. Vivo Y12S RAM 332 pin 5000, con này màu xám nè. Con này thì giá 1.5 triệu nha. Máy còn đẹp keng. Dòng Vivo này thì chụp hình không được đẹp lắm nha. Hay là tại tùy cây em cũng không biết nha. Cây này thì nó không có đẹp bằng Oppo. Nó cũng chụp hình coi cũng được. Oppo thì nó ảo thì khỏi nói. Rồi cây này em bán giá 1.5 triệu cho cái cây Y12S nha. Vivo Y21 RAM 4 của nhớ 128, màn hình 6.5, pin 5000. Con này em bán giá 1.8 triệu. Con này chụp hình đẹp nè quý vị. Giá 1.8 triệu ha. Rồi Oppo A31 luôn, 56 luôn nhé, 128, màn hình 6.5, pin 4230 nha. Con này giá 2.2 triệu nè. Máy đẹp keng luôn nha, chụp hình cũng đẹp nữa. Oppo chụp hình là khỏi chê ha. Nè. Chụp hình sắc nét luôn. Máy màu trắng xanh nè. 2.2 triệu nha cô chú anh chị. Oppo F5 RAM 6 bộ nhớ 6 bộ. Con này để em coi lại nha. Con này RAM 6 bộ nhớ 64 nha.
Con này em bán giá 1,4 triệu nè, con này 56 con nhớ 64 giá 1,4 triệu gấp bội F5 ha. Rồi Oppo A74 5G luôn, 108 bộ nhớ 256 luôn. 108 cộng 3 nha, bộ nhớ 256. Pin 5000 ha, con này em bán giá 2,8 triệu nha. Máy đẹp nè, con này được tặng cường lực giữa ốp lưng ha, cách sạc luôn. Máy đẹp keng. Rồi A12 luôn, RAM 332, màn hình 6.2, pin 4230 ha. Con này em bán giá 1,4 triệu nha. Máy nghiêm chỉnh nha. Chụp hình cam trước cam sau ok hết, nghe gọi ok luôn, YouTube luôn. Lo vọng độ ok hết nha. Cô chú anh chị mà mua điện thoại bên em ở khu vực thành phố Tân An nha, muốn mình bận công việc không có thời gian đi á, em có ship luôn nha. Khu vực thành phố Tân An thì em ship nhanh ha, còn ở gần thì 1-2 tiếng nha. Rồi còn mấy cái tỉnh lân cận nha là em có ship luôn, dù chừng 20-30 cây số gì đó là em ship cho cô chú anh chị luôn. Khu vực Sài Gòn các quận là em ship hết luôn nha, em là em tự đi ship luôn nha, hai vợ chồng em đi ship luôn, cho nên cô chú anh chị mua hàng an tâm ha, em ship tới chỗ, em test máy tại chỗ luôn cho cô chú anh chị. Còn ở xa quá thì em đi không tới nha. Con này Oppo Reno 2, Reno 2 ZI nha. Con này là camera cam loại thuộc nha, RAM 8 bộ nhớ 256 nè. Con này em bán giá 2,8 triệu nha. Nè em chụp nè. Cái này là cam sau ha, khi mà em đổi lại cam trước là nó lòi cái cam trên đây nè. Là nó lỗi cam lên nè ha, cam à, em tắt thì thụt xuống nè. Rồi giá 2,7 triệu nha cô chú anh chị, con này thì được tặng cường lực ốp lưng gấp sạc luôn ha. Rồi con này thì ốp vào K3 108 bộ nhớ 512, hình 6.5 cũng 2,8 triệu luôn ha, ốp lưng cường lực và cáp sạc có sẵn luôn nha, máy đẹp keng luôn nè. Rồi ở đây em còn một cây Samsung A10 ha, RAM 2 và nhớ 32, màn hình 6.2 ha, con này em bán giá 1,2 triệu này nha. Máy nghiêm chỉnh hết nha cô chú anh chị. A8, Samsung A8 em có một cặp nha, màu gold và màu trắng luôn. Cái này dòng rẻ tiền ha. Cái này thì chỉ có 850 thôi nha cô chú anh chị. 850 RAM 332 màn hình to ha. Này mua về cho mấy em bé nhỏ coi YouTube rồi nha. Rồi gì bị động. Đi với cộng giá 1,3 triệu, đẹp len keng luôn nha, máy đẹp 97% á, máy nghiêm chỉnh nha, 1,3 triệu. Rồi với bảy rim RAM 332 luôn, giá 1,1 triệu. Ủa xin lỗi, 1 triệu chẳng nha cô chú anh chị, lộn, hộp gạo dịch còn lộn mấy hen. Rồi với bảy 2016 800, dì năm 2016 luôn, RAM 2 bộ nhớ 16, giá 700 luôn nè. Cây này giá 700 nha, máy cũng đẹp ha, không có nứt lưng, không có gì hết nha. Rồi tiếp theo là iPhone nha, iPhone 6G 32GB nè, bên em có tặng ốp lưng nha. Móc vân tay pin 100,
Này, trên tay em đang cầm là một cây 93%, một cây 100% nha. Cô chú anh chị muốn lấy cái nào thì lấy. Cây 93% thì cái pin nó riêng, còn cây bên đây thì anh đã thay pin rồi ha. Máy này là giờ này thì nó lâu dữ lắm rồi cho nên thay pin rồi. Rồi cái cây này giá 1 triệu chẳng cho cô chú anh chị nha, 32GB. Rồi 6G luôn. 6G 64GB mất vân tay. Máy nghiêm chỉnh ha, màn hình trắng đẹp nha, không có ám bối gì hết nha. Nè, không có ám bối gì hết. Không có đốm luôn. Chụp hình cam trước cam sau ok thế hết. Trong đây là các chức năng Zalo, Facebook, YouTube, TikTok em đã tải sẵn hết cho cô chú anh chị luôn. Cô chú anh chị nào mình có tài khoản gì vậy đăng xuất ra. Còn cô chú anh chị nào mình không có mình để về xài ha. Rồi muốn tải thêm cái gì thì nói em tải giùm luôn nha. Rồi con này giá 1 con này giá 1 triệu 2 nha cô chú anh chị. 1 triệu 2 đừng mất. Xin lỗi, 64 ghi giá 1 triệu 1 ha. 64 ghi giá 1 triệu 1. Rồi 6S Plus 32GB luôn. Màu xám bạc ha. Con này giá 1 triệu 6. Máy đẹp keng luôn nè, 98%. Được tặng ốp lưng và cắp sạc. Một triệu sáu ha. Rồi iPhone 8 256GB nè. Con này giá 3 triệu rưỡi màu đỏ nè ha. Con này thì có cường lực luôn. Đây cam nè. Cam trước cam sau thì ok hết ha. Máy đẹp nha. Mặt sau bằng kính là màu đỏ. Giá 3 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Rồi iPad. iPad thì bên em hiện tại còn mỗi cắt một cây rồi nha. iPad mini em còn cây màu đen ha. Màu đen 16GB. Không xài sim nha. Cái này mình xài sim là chỉ để mở 3G lên mình xem YouTube được thôi nha cô chú anh chị, chứ không có xài được nghe gọi ha. Đây này mình xài sim 4G. Cái này là em có tải sẵn luôn nè. Này, hiện tại thì em đã tải vô hết rồi nè ha. Con này giá 900k nha, không xài sim nha cô chú anh chị. Rồi iPad Air 32GB. Máy đẹp nè, máy đẹp 98% luôn. Màn hình không có trầy xước gì hết ha. Màn rất là sáng. Đây Zalo, Facebook, TikTok để em tải sẵn hết luôn. Cái này học online được nha. Cái này mua về cho con em mình học online ha. Con này thì giá nó 2 triệu 1 50 ha. 2 triệu 1 50. Rồi còn về phần iPad 4 thì em cũng nói rõ cho cô chú anh chị nghe luôn nha. Đang để em ra đó. Cây này thì cái lưng nó hơi trầy ha, cho nên em có tặng cái ốp lưng nha. Ốp lưng này lại mua ốp lưng mới em tặng cho cô chú anh chị nha. Đây nè ha. Zalo, Facebook, YouTube là em có tải sẵn hết luôn nha, nhưng mà cái Zalo là khi em tải về được, khi em đăng nhập về là nó dăng ra hết nha. Là hiện tại cái iPad 4 của em á là nó không có xài Zalo, Facebook được ha. Đăng nhập vô là nó dăng ra hết. Mình chỉ mua về mình để hát karaoke, mình xem YouTube được thôi nha. Lướt TikTok được, TikTok thì em lướt được nha. Còn Zalo thì
lúc đầu em cũng không có biết nữa. Em tải về được thì em nghĩ là sẽ đăng nhập vô được, mà khi mà khách đăng nhập vô á, là nói đăng nhập gì không được thì gửi về trả lại cho em, thì em cũng có đổi máy khác cho khách. Còn cái máy này bên em hiện tại là không có xài Zalo nè, không xài Zalo Facebook nha cô chú anh chị, mình chỉ xem YouTube hát karaoke thôi nha. Cô chú anh chị nào mình mua về hát karaoke Tết, Tết mình hát karaoke được đó thì được nha. Máy này xài rất là ok ha. Rồi cây này thì em bán cho cô chú anh chị giá 1,3 triệu nha. Tại cây này là nó không có xài sim nè. Cây này mình chỉ xài wifi thôi nha. Hoặc là điện thoại mình phát wifi mình xài nha. Rồi giá 1,3 triệu luôn. Còn bên em là có xài sim là giá 1,4 triệu nha cô chú anh chị. Còn không xài sim là giá 1,3 triệu. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha cô chú anh chị. Bye bye.